Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 3 Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên. Hình có trục đối xứng hoặc có tam đối xứng được gọi là hình có tính đối xứng. Có tính đối xứng có nghĩa là có trục đối xứng hoặc là có tam đối xứng thì chúng ta gọi là có tính đối xứng. Từ xưa đến nay, những hình có tính đối xứng được coi là cân đối, hài hòa. Con người học hỏi và áp dụng được gì từ tính đối xứng trong giới tự nhiên? Có nghĩa là con người của chúng ta nhận thấy rằng là trong giới tự nhiên nó có tính đối xứng. Từ đó nó rất là cân đối và hài hòa. Thì con người của chúng ta cũng bắt chước cái tính đối xứng này trong tự nhiên để mà áp dụng cho thiết kế, cho các công trình kiến trúc, cho hội họa, vân vân. Một nhỏ, vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng. Tính đối xứng thể hiện muôn hình, muôn dạng trong tự nhiên. Dưới đây là một vài hình ảnh minh họa. Đây cánh hoa này các bạn. Cái hoa này nó có tâm đối xứng. Mình gọi chung là nó có tính đối xứng. Cánh hoa được sắp đặt hài hòa, tinh tế từ hình dáng đến màu sắc rực rỡ và quý phái, tạo cảm hứng cho các nghệ nhân thiết kế trang phục và nội thất. Còn chú ngựa này, các bạn có thấy là chú ngựa này có trục đối xứng đúng không? Trục đối xứng đây các bạn. Đó, trục đối xứng đây. Hai nửa này đối xứng nhau. Cấu trúc hình thể tạo ra sự chắc chắn. Màu sắc các sọc to nhỏ, ngắn dài khác nhau tạo nên sự hài hòa. Rồi tiếp theo bạn này. Bạn này cũng có trục đối xứng nè. Đó, trục đối xứng đây các bạn. Vẻ đẹp tinh tế của khuôn mặt với màu sắc tương phản hài hòa mang lại nhiều hứng thú cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh và hội họa. Thực hành 1. Tìm 2 bức ảnh về động vật. 2 bức ảnh về thực vật có tính đối xứng. Hai bức ảnh về động vật có tính đối xứng như là con sao biển, con bướm. Còn hai bức ảnh về thực vật có tính đối xứng như là chiếc lá hoặc là cây cọ bốn lá. Chúng tôi qua hai nhỏ tính đối xứng trong khoa học, kỹ thuật và đời sống. Thực hành 2. Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay trong hai hình dưới đây. Hình dạng. Hình dạng là mình thấy con chuồn chuồn này có 4 cánh, đúng không? Có 4 cánh. Chiếc máy bay của chúng ta cũng có 4 cánh. Rồi cái thân của con chuồn chuồn nó dài. Dài. Thân của chiếc máy bay của chúng ta nó cũng dài. Đó. Về hình dạng mình thấy giống nhau đúng không? Và chú chuồn chuồn này có trục đối xứng đây các bạn. Và chiếc máy bay của chúng ta cũng có một trục đối xứng đây. Mình thấy có sự giống nhau đúng không? Tính năng thì con chuồn chuồn là nó thiết kế như thế này để mà nó có thể bay được. Nó có cánh để nó bay được. Chiếc máy bay của chúng ta cũng vậy. Những cái cánh này để giúp máy bay bay lên được. Con người luôn biết cách học tập từ thiên nhiên. Con người đã chế tạo ra chiếc máy bay có hình dạng đối xứng như con chuồn chuồn. Dưới đây là một vài ví dụ khác. Trong toán học, tam giác đều, hình thang căn, tam giác căn là những hình có trục đối xứng. Hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn là những hình có tam đối xứng. Hình thoi, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn là những hình vừa có trục đối xứng, vừa có tam đối xứng. Đó, các bạn nghiên cứu về những hình này nha.
Bởi vì những cái này rất là dễ ra trong những cái bài kiểm tra và phần trắc nghiệm. Hình trên vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng. Hình này có tâm đối xứng. Và có rất nhiều trục đối xứng các bạn. Đây, một trục đối xứng này. Hai trục đối xứng này. Ba trục đối xứng này. Bốn trục đối xứng. Năm trục đối xứng. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Wow, hình này có 10 trục đối xứng các bạn. Trong tự nhiên, tính đối xứng thường xuất hiện trong thế giới động vật và thực vật, giúp chúng cân bằng, vững chắc, hài hòa. Những chiếc lá được sắp xếp đối xứng giúp cây cân bằng, không bị nghiêng, đổ. Lá tiếp xúc được nhiều hơn với ánh sáng mặt trời. Ví dụ như hình này, chúng ta thấy là nó vừa có tâm đối xứng, vừa có hai trục đối xứng các bạn. Một trục, hai trục, đó. Rất là cân đối hài hòa đúng không? Trong công nghệ chế tạo, tính đối xứng được sử dụng nhiều trong công nghệ chế tạo giúp các vật có tính cân bằng, hài hòa, vững chắc. Đó. Trong tự nhiên á, thì cái tính đối xứng nó giúp cho cân bằng, vững chắc, hài hòa. Đúng không? Cân bằng, vững chắc, hài hòa. Thì mình cũng áp dụng nó trong công nghệ. Thì những cái thiết kế trong công nghệ nó cũng giúp cho các vật của chúng ta nó cân bằng, hài hòa và vững chắc. Ví dụ như là chiếc máy bay này các bạn. Máy bay không người lái do kỹ sư Việt Nam chế tạo có thiết kế đối xứng. Chiếc máy bay này cũng có tính đối xứng. Đây, trục đối xứng của nó đây. Đó. Vì nó đối xứng cho nên nó mới cân bằng. Chứ còn nếu mà nó không đối xứng, nó bay nó bị nghiêng một bên đúng không các bạn? Trong hội họa, kiến trúc, xây dựng, tính đối xứng thể hiện rõ nét trong hội họa và kiến trúc. Nó đem lại cảm hứng cho các họa sĩ và kiến trúc sư. Đây là Ngọ Môn, Kinh Thành Huế. Nó cũng có một trục đối xứng ở đây các bạn. Đó. Các bạn thấy bên đây là một hàng hoa này, bên đây một hàng hoa này. Bên đây có ba lá cờ này, bên đây cũng có ba lá cờ này. Bên đây một hàng cây, bên đây hàng cây đúng không các bạn? Đó. Mình thấy bên này có cái gì là bên kia cũng có cái đó. Nó đối xứng nhau nha. Đó, đối xứng nhau. Là nó có tính đối xứng. Đây là trục đối xứng của nó. Thực hành 3. Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội họa. Thì trong kiến trúc, đây các bạn có thể thấy là ngôi biệt thự, ngôi biệt thự này nó có tính đối xứng đúng không? Hoặc là cái chùa này, hoặc là nhà thờ. Còn trong hội họa thì các bạn có thấy là viên gạch lát nền, à, viên gạch lát nền nền nhà đó các bạn, đó các bạn thấy không? Nó có tính đối xứng. Hoặc là cái tấm thảm. Nè, cũng có tính đối xứng, vân vân. Rồi, chúng ta vừa tìm hiểu xong phần lý thuyết của bài 3. Xem xong phần lý thuyết, các bạn làm phần bài tập ở trang 61. Thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.